đóng. Huỳnh Như không trở lại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khi chia tay Lan Fan Club, hé lộ điểm đến mới. Thông tin từ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiền đạo Huỳnh Như đã trở lại sân Tao Đàn, nhưng để thăm lại bạn bè cũ, trước khi chính thức đầu quân cho đội bóng mới giàu tham vọng. Niềm vui chiến thắng của Huỳnh Như và Lan Fan Club sau khi trở về Việt Nam. Kết thúc 2 năm thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo Lan Fan Club, tiền đạo Huỳnh Như đã trở về quê nhà ở Trà Vinh để nghỉ ngơi bên gia đình. Bù đắp lại quãng thời gian 9 tháng trời xa nhà biền biệt để đá bóng bên trời Tây. Những ngày qua, tiền đạo đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã đưa cô bước vào cuộc đời cầu thủ. Cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã đến sân Tao Đàn thăm những bạn bè và thầy cô mình ở câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân fanpage của Huỳnh Như và tiền vệ Thùy Trang có chia sẻ tấm ảnh hai người bạn thân này cùng chụp với nhau trên khán đài sân Tao Đàn, gợi lên rất nhiều sự tò mò. Trước đó, lần trở về này của Huỳnh Như nhận được sự quan tâm rất lớn khi cô đã hết hợp đồng với Lan Fan Club, Bồ Đào Nha, có thể tự do ký hợp đồng mới. Huỳnh Như bên cạnh người bạn chí cốt Thùy Trang, hai ứng viên sáng giá nhất lúc này là Mái Nhà Xưa, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh, và đội bóng mới nổi giàu tham vọng là câu lạc bộ nữ Thái Nguyên Thể Thao. Có thông tin nhà tài trợ của câu lạc bộ Thái Nguyên Thể Thao rất quyết tâm đầu tư mạnh mẽ để giúp đội bóng này trở thành đội bóng số 1 Việt Nam. Cũng nói thêm, trước đó câu lạc bộ nữ Thái Nguyên Thể Thao đã ký hợp đồng được 6 cầu thủ của câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh, với những cái tên xuất sắc như quả bóng vàng và quả bóng đồng Việt Nam 2023 là Kim Thanh, Bích Thùy, trung vệ Trần Thị Thu, hay trước đó là Mỹ Anh, Hoài Lương và Kim Anh. Sau 2 năm bị chảy máu tài năng, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh rất muốn rộng tay đón chào sự trở lại của Huỳnh Như, bởi trân trọng tài năng và cả tầm ảnh hưởng tích cực của cô như một trong những thủ lĩnh và biểu tượng làm gương cho các cầu thủ trẻ. Huỳnh Như bên gia đình sau 9 tháng xa cách bản thân Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sẽ sẵn sàng nâng trần đãi ngộ để trải thảm đón người con ưu tú về lại Mái Nhà Xưa. Tuy nhiên, họ đã gặp đối thủ rất đáng gờm khi câu lạc bộ Thái Nguyên Thể thao có sự bảo trợ của doanh nghiệp giàu tiềm lực. Đến lúc này, khi có rất nhiều nguồn tin khẳng định Huỳnh Như sẽ cập bến câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ một thành viên của đội bóng phủ nhận thông tin này. Thành viên này cho biết, những ngày qua có rất nhiều thông tin cho rằng Huỳnh Như sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất muốn đón chào Huỳnh Như trở lại, nhưng thực tế chưa đạt thống nhất với cô ấy. Huỳnh Như trong một chương trình làm đại sứ cho trường Đại học Trà Vinh thẳng thắn mà nói: về mặt tài chính chúng tôi rất khó khăn để cạnh tranh với các đối thủ mạnh về kinh tế và chịu chi, theo tôi được biết, Huỳnh Như sẽ không trở lại câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ đầu quân cho một đội bóng khác. Theo thừa nhận này, khả năng Huỳnh Như đi ra Bắc để khoác áo câu lạc bộ nữ Thái Nguyên, nơi đang có 6 đồng đội cũ của cô tại câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đang chơi bóng tại đây, đồng thời cũng là đội bóng giàu tiềm lực kinh tế nhất Việt Nam vào lúc này. Chưa có con số chính thức được công bố, nhưng chắc chắn chế độ đãi ngộ của Huỳnh Như sẽ tạo ra mức trần mới cho bóng đá nữ Việt Nam, vượt xa con số vài trăm triệu đến nửa tỷ đồng trước đó của Kim Thanh, Bích Thùy. Một con số xứng đáng cho tài năng và hình tượng mẫu mực của Huỳnh Như.